thì các con, các cháu và những người thân đâu có quản chi. Nhân than ơi, sinh đã định tử bất kỳ, trên cuộc đời này có ai mà cưng này được mệnh trời này chăng? Than ơi, chỉ trách sao tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã, cuộc đời mẹ đã bao phần vất vả, từ thở hàn phi cho đến lúc xa rời trần thế, mẹ đã chất chiêu từng bát gạo củ khoai để nuôi dưỡng cháu con khôn lớn trưởng thành. Chúng con hằng mong, mẹ ơi, chúng con hằng mong được bù đắp lại cho mẹ cái thời thiếu bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Thì nào ngờ đâu mẹ đã theo hầu tin tò. Mẹ ơi, mới vào hồi 16:20 chiều ngày hôm qua thôi, chén trà nóng, mẹ ơi, chén trà nóng chúng con pha mẹ chưa kịp uống, bỗng nàng đi, bỗng nàng đi trong giây phút cuối cùng. Than ơi, mấy đêm liền đèn điện thắp thâu canh, ý tưởng của mẹ mong muốn trong gia đình này bao giờ cũng sáng. Than ơi, lời mẹ dạy là lời di chúc, chúng con nguyện xin để trong tâm. Giả phước kính thưa các cụ, thưa các ông các bà, thưa bà con núi phố, chiều quang phục kinh quy, sự bình yên và hạnh phúc đang đến với mọi người, mọi nhà trong cộng đồng của chúng ta. Thầy ơi hỡi thương ơi, một cơn phong ba, một cơn bão táp, một tin buồn đã ập đến với gia quyến trưởng nam Trần Mạnh Dung, nọ cho những đá hoa trên cành cũng phải nghẹn ngào ứ này. Bà Nguyễn Thị Hải, bà là một người mẹ, một người bà, một người cụ muôn vàn kính yêu của các cháu con nay đã từ trần. Cũng như giờ phút đầu tiên của buổi lễ tang, được phép tôi thay mặt ông con, anh em đoàn cả tang, những người nằm chương trình của bà hôm nay, trước hết xin được gửi tới quý cụ âm, cụ bà, cô dì chú bác gần xa một lời chào kính trọng. Gửi tới chân linh, vong linh hồn bà Nguyễn Thị Hải một lời chào vĩnh biệt. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân khu phố chiều quang phục kinh quy, bà Nguyễn Thị Hải, bà sinh năm 1950, bà sinh quán tại thôn Ngang Bằng, thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên. Nay bà thường trú tại số nhà 582 chiều quang phục. Trải qua một thời san bà năm bệnh, mặc dù bà đã được đại gia đình, con cháu, tập thể các thầy thuốc đông tây y hết lòng chăm sóc và cứu chữa, và sự động viên tâm hoài của các tổ chức đoàn thể, song với căn bệnh hiểm nghèo, bà đã chút hơi thở cuối cùng xa các con, xa các cháu, trở về cõi vĩnh hằng ngàn năm yên giấc nghỉ vào hồi 16:20 chiều ngày hôm qua.
ngày 26 tháng 7 năm 2018, tức ngày 14 tháng 6 năm Mậu Tuất, bà hưởng thọ 69 tuổi. Vĩnh biệt bà trước lúc đi xa. Giờ tổ chức nghi lễ khâm liệm đã được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay. Để tiến đưa đi hài bà về đài hóa thân Hoàn Vũ Nam Định sẽ được các đồng chí đại diện đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể bà con nhân dân tổ chức trọng thể vào hồi 7 giờ 15 phút sáng ngày mai 28 tháng 7 năm 2018, tức ngày 16 tháng 6 năm Mậu Tuất. Vậy thay mặt cho ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyên, xin trân trọng kính báo tin buồn này tới các đồng chí đại diện đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cũng như toàn thể bà con nhân dân khu phố được biết thời gian tang lễ bà. Trân trọng kính mời quý vị hãy bớt chút thời gian vàng ngọc trở về gia đình tang quyên tại số nhà 582 Triệu Quang Phục, cùng hết ăn trầu, chia sẻ với đông đông vô hạn cùng gia đình ước nguyện trọn đời tình sâu trước chân trọng để đại đông thương tháng năm dài. Bà ơi, đoàn lễ viếng của các anh chị em cùng các cháu với tình ngoại tộc Nguyễn Văn từ thị trấn Lương Bằng Kim Đồng về đây dâng cây nến sáng lòng đầy đau thương. Bà ơi, về đây với tình ngoại tộc xin dâng tuần ương, chúc bà thanh thản nên đường đi xa. Vĩnh biệt bà Nguyễn Thị Hải. Mời đoàn đăng khách đại diện ngoại tộc Nguyễn Văn thị trấn Lương Bằng Kim Đồng sau đây để tâm dành giây phút bằng niệm. Giây phút bằng niệm bắt đầu. Phút bằng niệm đã qua, ban tổ chức lễ tang xin được thay lời gia đình tang quyến xin chân thành cảm tạ tấm lòng vàng ngọc của đoàn tang khách đại diện các anh chị em cùng các cháu ngoại tộc Nguyễn Văn ở thị trấn Lương Bằng Kim Đồng đã dành tình cảm về đây thắp tuần nhang thơm chia buồn cùng gia đình tang quyến. Mời các ông các bà các bác nuôi gót trở lại bàn uống nước ăn trầu, chung tay chu tất mọi công việc tang lễ cho bà, để rồi vào hồi 7 giờ 15 phút sáng mai tiến đưa bà về đài hóa thân Hoàn Vũ Nam Định. Gia quyến và ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn. Các đồng chí đại diện đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, thưa toàn thể bà con nhân dân khu phố đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, Kinh Quy. Thân ơi, cho dù có phải đi tận nơi đâu hay tận cùng trời cuối đất để lấy thuốc cứu mẹ sống này, thì các con, các cháu và những người thân đâu có quản chi. Nhưng than ơi, sinh đã định từ bất kỳ, trên cuộc đời này có ai mà cứng này được mệnh trời này chăng? Thần ơi, chỉ trách sao tạo hoa xoay vần, tự thần nghiệt ngã. Cuộc đời mẹ đã bao phần vất vả, tự thở hàn vi, tự thở hàn vi cho đến lúc xa rời trần thế. Mẹ đã chất chiêu từng bát gạo, củ khoai để nuôi dưỡng cháu con khôn lớn trưởng thành. Chúng con hàn mong, mẹ ơi, chúng con hàn mong được bù đắp lại cho mẹ cái thời thiếu bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Thì nào ngờ đâu mẹ đã theo hầu tiên tổ. Mẹ ơi, mới vào hồi 16 giờ 20 phút
chiều ngày hôm qua thôi. Chén trà nóng, mẹ ơi chén trà nóng chúng con pha mẹ chưa kịp uống. Bỗng nặng đi trong giây phút cuối cùng. Thoạt ơi mấy đêm liền điện điện tấp thâu canh. Ý tưởng của mẹ mong muốn trong gia đình này bao giờ cũng sang. Thàn ơi lời mẹ dạy là lời di chúc. Chúng con nguyện xin để trong tâm. Dạ vâng, kính thưa các cụ, thưa các ông các bà, thưa cô dì chú bác, thưa toàn thể bà con nhân dân khu phố đường Triều Quang Phục, phường Hiến Nam, Kim Quy. Sự bình yên và hạnh phúc đang đến với mọi người, mọi nhà trong cộng đồng của chúng ta. Thầy ơi hỡi thương ơi, một cơn phong ba, một cơn bão táp, một tin buồn đã ập đến với gia quyến trưởng Nam Trần Mạnh Dũng, đến với dòng tộc họ Trần, làm cho những đá hoa trên cành cũng phải nghẹt ngào ứa nề. Bà Nguyễn Thị Hải, bà là một người mẹ, một người bà muôn vàn kính yêu của các cháu con nay đã từ trần. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân khu phố đường Triều Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, kính quy. Bà Nguyễn Thị Hải, bà sinh năm 1950. Bà sinh quán tại thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên. Nay bà thường trú tại số nhà 582 đường Triều Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Trải qua một thời sát bà năm bệnh, mặc dù bà đã được đại gia đình, con cháu, tập thể các thầy thuốc Đông Tây Y hết lòng chăm sóc và cứu chữa, và được sự động viên thăm hỏi của các tổ chức đoàn thể. Song với căn bệnh hiểm nghèo, bà đã chút hơi thở cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời nước tiếng của gia đình ông bà Triều với tình cảm thông gia cùng anh em và con cháu nhận được tin bà về với cội nguồn tiên tổ. Giờ này trở về thắp tuần nhang vĩnh biệt trên nguồn cùng gia đình tăng quyến. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời đoàn tang khách đại diện gia đình thông gia cùng anh em con cháu trở về thắp hương vĩnh biệt. Kính thưa trần đêm vong linh hồn bà kinh quy, bà ơi hai nhà tình nghĩa thông gia, đôi bên mở lối hai nhà chung con. Bà ơi những mong trần thế bà còn, để cho nội ngoại trong con cày nhà. Bà ơi những gia tạo hoa nào ngờ, bà đi dệt những ước mơ ngàn trùng. Nhận được tin bà về với cội nguồn tiên tổ, đoàn đại biểu đại diện gia đình ông bà Trèo với tình cảm thông gia ở Liên Phương cùng anh em và các cháu gia đình nghẹn ngào trở về thắp tuần nhang vĩnh biệt. Trong giờ phút trên đi vĩnh biệt, vĩnh biệt bà Hải người thông gia trước lúc đi xa, mời đoàn tác khách đại diện ông bà Trèo cùng anh em con cháu với tình cảm thông gia giờ này để tâm dành giây phút bằng đẹp. Giây phút bằng đẹp bà bắt đầu. Giây phút
mảnh đất quê hương. Hưng Yên mảnh đất vỗ về yêu thương. Nhờ tin bà về với cội nguồn tiên tổ, với tình cảm thông gia, gia đình ông bà Hạp cùng anh em con cháu về đây. Dâng cây nến sáng lòng đầy, đại diện cho gia đình ông bà Hạp với tình thông gia nên nói lời vĩnh biệt. Thưa Hương Hồn bà, thưa gia đình tam chủ, thật đau xót hôm nay bà đã tủ giã cõi trần. Với tình thông gia, tôi được phép thay mặt ông anh bà chị tôi cùng các em có vòng hoa nơ thơm, có cây nến sáng đến để kính viếng hương hồn bà, chúc bà về nơi chín cõi yên giấc ngàn thu. Xin thay mặt cho đoàn đề nghị tất cả mọi người trong đoàn dành một phút tưởng niệm tiễn biệt bà. Phút tưởng niệm bắt đầu. Biệt trước lúc bà Hải đi xa, trời mời ông mời bà mời các bác nuôi gót trời bàn uống nước ăn trầu chia sẻ với cùng người phải không? Nhờ tin bà về với cội nguồn tiên tổ, rồi nếp viếng của tổ chạy, công ty đây Hưng Yên cũng nghẹn ngào trở về thắp hương vĩnh biệt. Xin trân trọng kính mời một vị nên nói lời vĩnh biệt. Kính thưa hương hồn bà Trần Thị Hải, thưa gia đình có việc hiếu, chúng tôi hội đồng nghiệp cùng với con rể Lam của bà nay bà về quy ẩn tổ tiên. Chúng tôi có vòng hoa thơm lắm hương ngát đến trước linh sàng thắp nén tâm nhang để kính viếng hương hồn bà và chia buồn cùng với gia đình trước giờ phút vĩnh biệt bà. Xin phép gia đình bác trang lễ cho chúng tôi ít phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trong giờ phút đã thay đổi kết thương vận này, ban tổ chức lễ tang xin được con rể nam của bà đã dành tình cảm về đây thắp hương chia buồn cùng gia đình tang quyến. Mời quý vị trở lại bàn uống nước ăn trầu. Đồng thời vào hồi 7 giờ 15 phút sáng mai, trong giờ phút thay đổi kết thương vận này,
tăng. Kính thưa Hương Hồn và Nguyễn Thị Hải, kính thưa gia đình tăng chủ, được tin bà Nguyễn Thị Hải 250 về cùng chuyên tổ, và đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận khu phố An Đông, chi hội người cao tuổi khu An Đông cùng bà con nhân dân khu phố đến trước linh sàng. Trước tiên cho đoàn gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể tăng quyến. Trước khi thắp nén nhang vĩnh biệt hương hồn bà, đề nghị các ông các bà trong đoàn dành một chút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thưa quý thưa ông phường trưởng đoàn Tân Khách, kính thưa đoàn đại biểu đại diện chính quyền, ban công tác mặt trận, hội người cao tuổi tiên quý, trong giờ phút đất thương đẹp thiết tuyên phạm này, ban tổ chức lễ tăng xin được thay lời gia đình tăng quyến xin chân thành cảm tạ tấm lòng và ngọc của quý vị đã dành tình cảm về đây thắp tuần nhang thơm đặt vòng hoa tăng lấy lời đi biển trước lúc bà đi xa. Sau này mời các ông các bà các bác nuôi con trở lại bàn uống nước ăn trầu. 7:15 sáng ngày mai trở về sắp biến dự lễ tiễn đưa thi hài bà Nguyễn Thị Hải về đài hát chân hoàn cứu Nam Định. Sắp biến và ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn. Chị ơi tình nghĩa chị em thế nào thôi, chị về chúng em ở già khôn nguôi, thiên đường cực lạc chị tìm đến, đâu xuất dân chào cảnh chia phôi. Chị ơi chúng em với tình hòa ngoài từ Kim Độc và Quảng Ninh về đây, giờ đây thương chị xin dâng cây đến sáng nồng đầy đau thương. Chị ơi về đây chúng em thương chị xin dâng tuần hương, chúc chị thanh thản nên đường đi xa. Vĩnh biệt bà, người chị rất nói thân thương. Mời đoàn tác khách đại diện là các em họ ngoại ở Kim Độc và Quảng Ninh giờ này để tâm dành giây phút bằng niệm. Giây phút bằng niệm bắt đầu. Nhập đất qua, kính thưa ông Trúc trưởng đoàn tăng khách, kính thưa đoàn đại biểu đại diện là các em họ ngoại ở Kim Đồng và Quảng Ninh kinh quy. Thế là từ ngày hôm nay trong những ngày tiết lễ hàng năm, với tình họ ngoại vĩnh viễn mất đi một người chị, một người bác thân thương nhất. Trong giờ phút đau thương đẹp tiết thương vào hạt này, ban tổ chức đế tan xin được thay lời cho các con, các cháu của bà. Xin chân thành cảm tạ tấm lòng vàng ngọc của đoàn tác khách đại diện là các em họ ngoại ở Kim Đồng và Quảng Ninh đã không quản thời tiết khắc nghiệt xa xôi về đây thắp tuần nhang thơm chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Giờ này mời quý vị nôi gót trở lại bàn uống nước ăn trầu. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa
con thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, mong vật chất còn lại vẫn xoay chung, đã xa rồi trong thoát ngàn gành, nay bà đã ngàn năm im giấc nghỉ. Nhờ được tin bà về với cội nguồn tiên tổ, nên phiến hội đồng niên Ất Mão năm 1975, với tình cảm bạn của bác Hiếu nghẹn ngào trở về giấc ngưng vĩnh biệt. Trong giờ phút trên đi vĩnh biệt này, vĩnh biệt bà trước lúc đi xa, mời đoàn tác khách đại diện hội đồng niên Ất Mão năm 1975, bạn của bác Hiếu giờ này để tâm dành giây phút bằng niềm, giây phút bằng niềm bà bắt đầu. Phút bằng niềm đã qua, ban tổ chức lễ tang xin được thay lời gia đình tang quyến xin cho thầy cặp tà mời các bác trở lại bàn uống nước ăn trầu. 7:15 sáng mai dự lễ tiễn đưa thi hài bà về đài hóa thân Hoàn Vũ Nam Định. Gia quyến và ban tổ chức lễ tang, sau vĩnh biệt bà đi không về, bà ơi còn đâu mảnh đất quê hương. Lẽ ra nha. Kính thưa hương hồn bà, kính thưa bác An Lễ, hôm nay chúng cháu là những người bạn của cuối con rể của bà, biết được tin bà 250 về với tiên tổ, đến đây có lén hương thơm, có vòng hoa ngát, kính chúc bà về với tổ tiên được an giấc ngàn thu, được mát mẻ nơi suối vàng. Thưa gia đình, chúng tôi đến đây không biết nói gì hơn hết, chỉ biết có những lời chia buồn thật sâu sắc đến sự mất mát to lớn của gia đình. Xin gia đình hãy nhanh chóng vượt qua nỗi đau thương này. Thì đấy. Vâng, thay mặt cho gia đình xin nhận tiếng tiếng của đoàn và kính mời đoàn trở lại bàn trà ăn trầu uống nước để cuối có lời cảm ơn và đa tạ. Xin kính mời đoàn. Thank you.
Thay mặt cho gia đình, xin nhận lễ viếng của đoàn và kính mời đoàn trở lại bàn trà ăn trầu uống nước để gia chủ chúng tôi có lời cảm tạ. Xin kính mời đoàn. Làm trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng, xin kính mời đoàn. Ban tổ chức lễ tang, thưa hương hồn bà cùng toàn thể gia quyến, anh em chú cháu, những người bạn học cùng vũ quế anh rể của bà, hôm nay hai tên bà bệnh trọn qua đời, anh em chú cháu một nén nhang thơm và hoa tươi đến trước là kính viếng hương hồn bà, sau chia buồn cùng gia quyến trước đau thương mất mát này, anh em chú cháu xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt cho gia đình, xin được lên tiếng của đoàn. Kính mời đoàn trở lại bàn trà ăn trầu uống nước để gia đình có đôi lời cảm tạ. Xin kính mời đoàn. Thưa toàn thể gia quyến, vô cùng thương tiếc khi được tin bà bị bệnh trọng 250 về cùng tiên tổ. Đoàn chúng tôi đại diện cho bà con tổ dân phố đường được bao phục. Đoàn có vòng hoa tươi, nén hương thơm trước là kính viếng hương một bà và được chia sẻ nỗi buồn cùng toàn thể gia quyến. Vĩnh biệt bà, đoàn chúng tôi xin được để một phút mặc niệm trước hương hồn bà. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Trở về với đất mẹ, thay mặt cho gia đình xin trân trọng kính mời và kính mời đoàn. Kính mời đoàn trở lại bàn trà ăn trầu uống nước. Trở về phòng tang thắp tuần nhang vĩnh biệt, chia buồn cùng gia đình tang quyến. Phong linh hồn bà kinh quy, bà ơi, bạn hiếu xa gần nhận được tin, thân mẫu bạn nay đã từ trần, hương đến về đây nồng thành kinh, cúi đầu. Bà kinh quy, bà ơi, thế là thời gian thân thất, bà chỉ còn ở với các con các cháu một đêm nay nữa mà thôi. Nhờ được tin bà về với cội nguồn tiên tổ, nên viếng của chị Quyến, Dung Xuân, Thủy Dũng cùng cháu Văn Thắng cũng nghẹn ngào trở về thắp hương vĩnh biệt. Mời quý vị trở lại bàn uống nước ăn trầu, đồng thời vào hồi 7:15 sáng mai dự lễ tiễn ông rể nam của bà chiến hào khói thuốc chia đôi. Nắng xuôi xẻ nửa chân xuôi đắp cùng, một thời trai trẻ hy sinh, nay về đất mẹ nghĩa tình anh em. Trong giờ phút đã thương nghiệp tiếc thương vô hạn này,
nhận được tin bà về với cội nguồn tiên tổ, nước phiến hội đồng ngũ của con rể nam của bà cũng nhận nào trở về sân hương vĩnh biệt. Vâng, ban tổ chức lễ tang xin được thay lời gia đình tang quyến xin chia tay gặp trà, mời các bác nuôi gót trời bàn uống nước ăn trầu, chia sẻ nỗi đau thương cùng gia quyến và bác nam hôm nay. Xin chân thành quyến, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị trở về phòng tang thắp tuần nhang vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình tang quyến. Kính thưa chân linh văn linh hồn bà kính quý, bà ơi nhận tin buồn bà đọc đau khôn kể, đời chia buồn về đây đoàn ta khách đại diện hội cùng tuổi với bác nam con của bà cũng nghẹn ngào trở về sân hương vĩnh biệt. Kính thưa hương hồn bà, kính thưa gia đình tăng chủ, chúng con là những người đồng tuổi cùng với con rể của cụ. Hôm nay được tin cụ 250 về già, anh em chúng con tuấn nén hương thơm, có vòng hoa thắm đến để vĩnh biệt bà và chia buồn sâu sắc cùng với gia đình để tưởng nhớ tới bà trước lúc đi xa. Anh em chúng con để một phút tưởng niệm cho bà. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi. Phần trời đang thương cùng gia đình tang quyến, gia đình xin chân thành cảm ơn. Linh hồn bà kinh quý, bà ơi hoa về thăm viếng bà hôm nay. Cửa nhà tan trồng hoa có nước mắt rơi, hoa về đây khóc cùng người đồng nghiệp của chị anh. Sau này để tâm dành giây phút bằng niềm, giây phút bằng niềm bắt đầu. Phần bài niệm đã qua, ban tổ chức lễ tang xin được thay lời gia đình tang quyến xin chân thành cảm tạ, mời các bác trở lại bàn uống nước ăn trầu. 7:15 sáng mai sự lễ tiễn đưa thi hài bà về đài hóa thân Hoàn Vũ Nam Định. Gia quyến và ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn. Bà ơi thế nào hết từ nay đâu còn nữa, bóng dáng bà trên cõi thế gian này chỉ còn giây phút này đây. Nên vĩnh biệt bà trước lúc đi xa, mời đoàn tân khách đại diện với tình cảm làm bạn với anh Dũng con của bà. Giờ này để tâm dành giây phút bằng niệm, giây phút bằng niệm bắt đầu. Phần phút bằng niệm đã qua, ban tổ chức lễ tang xin được thay lời gia đình tang quyến xin chân thành cảm tạ. Kính thưa chân linh vong linh hồn và kính quý, bà ơi nhận tin buồn bà đọc đau khôn kể, đời chia buồn về đây xin dân tuần nhang. Trong giờ phút trên đây vĩnh biệt này, ban tổ chức lễ tang xin được thay lời gia đình tang quyến xin chân thành cảm tạ tấm lòng vàng ngọc của ông bà Trương Hồi cùng các con các cháu và nếp viếng của cháu Nhung với tình cảm đặc bàn của Dũng Thương đã dành tình cảm về thắp hương vĩnh biệt. Mời ông mời các bác nơi gót trời bàn uống nước ăn trầu, chia sẻ nỗi đau thương cùng gia đình tang quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Trong giờ phút đã thêm được thế thương vận này, ban tổ chức lễ tang xin được thay lời gia đình tang quyến xin chân thành cảm tạ, mời các chị nuôi gót trời bàn uống nước ăn trầu, đồng thời vào hồi 7:15 sáng mai tiến đưa bà về đài hóa thân Hoàn Vũ Nam Định. Gia quyến và ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn. Bà ơi 69 mùa xuân hưởng cuộc đời, mừng bà vẫn khỏe vẫn vui tươi. Chỉ trong giờ phút bà lâm bệnh, bà đã mau chân vĩnh biệt đời. Ban tổ chức lễ tang xin được thay lời gia đình tang quyến xin chân thành cảm tạ, mời các bác. Ừ.
hương hồn bà, kính thưa gia đình tang lễ. Chúng tôi là hội đồng nghiệp nhà máy đay và là bạn cùng với anh Nam, con rể cụ. Hôm nay được tin cụ 250 về già, chúng tôi có nén hương thơm và vòng hoa ngát đến kính viếng hương hồn bà và chia buồn cùng gia đình. Để vĩnh biệt hương hồn bà, chúng tôi xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, thay mặt cho gia đình, xin được lấy viếng của đoàn và kính về đoàn trở lại bàn trà ăn chầu uống nước để gia đình có đôi lời cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn.